Hello các bạn, mình là Hảo đến từ TM Digital. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn về cách mua hàng ở một số web online khác của Mỹ. Một số web khá là hay. Rồi, chúng ta cùng đi vô chi tiết ha. Rồi, thì đây website của mình. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến một web là tên là overstock.com. Web này thì cực kỳ lớn và cực kỳ có nhiều chương trình ưu đãi, sale rất dữ ha. Rồi tiếp theo là đến Zoma Shop. Web này chuyên về đồng hồ. Trước khi bạn mua bất cứ một cái đồng hồ dưới Việt Nam thì bạn nên lên đây tìm. Tí nữa mình sẽ nói lý do. Thì Forever 21 ha. Tiếp theo này cực kỳ nổi tiếng rồi, sale rất nhiều luôn. Finish Line, hàng này chuyên về Nike, chuyên hầu như là thể thao là nhiều. Và khi các bạn tìm một cái đôi nào trên nike.com không có đấy, thì các bạn ghé qua đây thử, biết đâu mình nghĩ sẽ có. Bởi vì dân săn giày nó hay đi có cái nó hay sử dụng web này để nó kiếm giày. Rồi New E, trang này thì nó tập trung vô hàng điện tử. New E rất là nổi tiếng, nó cũng chấp nhận Bitcoin luôn. Walmart, thì trang này là hàng tiêu dùng rồi đủ thứ của Mỹ đó, thì các bạn có thể vô. Rồi Target, trang này cũng hàng tiêu dùng gần hơi giống với bạn. Rồi thì chúng ta cùng đi vô chi tiết ha. Overstock trước đi, rồi mình sẽ sign out ra để mình hướng dẫn các bạn cách đăng ký. Rồi các bạn chỉ cần vô registry thôi. Sign in đi. Rồi, đó, create account. Các bạn chỉ cần điền bao nhiêu vô, email, password là xong. Mình có đăng nhập rồi thì mình đăng nhập vô luôn. Rồi, vì sao mà mình giới thiệu cái web đây đầu tiên á, thì mình sẽ nói bằng lý do cho phần sau. Rất là hay luôn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi mua một cái sản phẩm thử trên đây thử ha. Ok, chúng ta sẽ mua đến cái đầu tiên là cái bộ bàn ghế đi ha. Rồi đó, thì trên đây nó rất là hay nha. Còn một ngày nữa thì cái nào nó gần hết cái thời hạn, giống kiểu mình hay mình hiểu thì nó gần giống kiểu của thằng đấu giá đó, auction đó, thì các bạn nó khá rẻ đó, nó giảm rất nhiều. Mình điểm kích cho thử mua cái đi, đây nó đang giảm rồi đó, 300 rồi đó. Các bạn mua thì các bạn được giảm 34 đô, tiết kiệm 34 đô. Rồi các bạn vô đây thì nó free shipping cho các bạn luôn đó, có thời hạn giao hàng order bây giờ đó thì tới ngày 7, thì gặp ba ngày, khoảng 3 ngày thì nó sẽ giao hàng cũng nhanh đó. Rồi nó có chính sách bảo, nói chung là chính sách bảo vệ cho bạn đó. Các bạn mua thêm thì nó sẽ có bảo hành hay gì đó, mấy cái chú ý gì đây thì bạn đăng ký giúp mình. Thì chỗ đây bằng điền, nhớ điền zip code của Cali 92683 thì nó sẽ hiện ra cái ngày nó có thể giao tới đó. Rồi đây là cái tên của sản phẩm đó, cái loại như gì thì mình đọc thôi. Rồi như nó có video clip về sản phẩm luôn, review. Rồi ở dưới đây thì có review của khách về sản phẩm đó, mình cứ đọc mình nếu mình muốn nghiên cứu gì. Đây chỉ là một sản phẩm tượng trưng thôi, chứ còn đồng hồ hay mấy thứ về trang sức nữa rất nhiều. Rồi nên các bạn có thể vô đây, web đây mình thấy cực kỳ hay luôn. Rồi mình sẽ bắt đầu mình tiến hành vô thanh toán nha. Ở mọi website đều có Archica, mua và Archica, bỏ nó vô trong cái giỏ hàng của mình. Bắt đầu tiếp tục, nó cũng như mọi trang web khác thôi, nó chấp nhận thanh toán bằng PayPal này, rồi Visa này. Rồi bắt đầu mình thử. Đây thuế, mọi web online đều có thuế hết, chỉ có hiếm lắm mới có web không có thuế. Rồi check it now ha, đây là cái mình muốn nói đến các bạn đó. Thì đây do bởi vì mình điền sẵn rồi, chứ còn không thì bạn sẽ có hai cái bảng đó. Chỗ đây sẽ là muốn ra bill á, mình muốn ra bill gì thì mình điền vô. Rồi địa chỉ đó, các bạn lưu ý nếu các bạn mua hàng của mình đó, các bạn điền dùm mình cái thông tin này, tên mình, kho của mình ở Cali vậy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Rồi các bạn nhìn vô đây có phải đúng không? Nó tiết kiệm, nó trừ sẵn cho bạn luôn, nó cộng lại tiền thuế không.
thì là 406 luôn. Rồi, đây các bạn thanh toán nha. Vì đây sẽ là cái lý do vì sao mình chọn website đầu tiên. Mình thấy không? Đó, chấp nhận Visa, Mastercard, bạn chỉ cần nhập vô là thanh toán, chấp nhận PayPal. PayPal rồi đơn giản thôi, mình chỉ cần kích vô rồi mình vô mình đăng nhập là được. Đây nó có cái card riêng của nó. Overstock card. Thì mình bạn mua nhiều thì nó làm cái card có thể tiết kiệm hơn xíu. Đó, đây là cái mình muốn nói. Nó chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Đó, nó không có gì là ảo hết á, không có gì là mơ hồ ở đây hết á. Các bạn nào mà chơi crypto á thì sẽ biết và sẽ mà hôm mình hôm nay mình giới thiệu luôn cho các bạn mà không biết đi. Chỉ biết về Bitcoin nhưng mà không biết về website đây, có thể mua được luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ không chọn bất cứ cái phương thức thanh toán này, nên mình chỉ chọn phương thức là Bitcoin thôi, xem thử nó có được không nha. Rồi hôm nay mình kích vô Bitcoin. Rồi nó sẽ làm gì tiếp theo? Rồi mình submit order đi. Rồi nó thể hiện gì cơ tiếp theo. Đó. Cái này thế đây là chuyên ngành một xíu về dân crypto rồi. Đó. Thì với cái số tiền này, cái giá trị Bitcoin hiện tại thì có nhiều Bitcoin thì nó có nhiều sàn lắm, mười mấy chắc mình nghĩ cũng phải cả trăm sàn á chứ không phải mười mấy nữa. Nhưng mà tụi đây là web của Mỹ thì họ sẽ lấy cái sàn nào lớn nhất của Mỹ. Là Coinbase Pro, sàn này là sàn chơi mua bán Bitcoin lớn nhất của Mỹ. Họ sẽ lấy cái giá của Bitcoin trong này. Đó, họ lấy cái giá 6.400 đây nè. Đó, họ lấy cái giá này hiện hành đây. Họ sẽ nhân với cái số này, bạn nhân thử đi ra 406 đô thôi, khoảng đó thôi. Xây dịch 1-2 đô là cùng, bởi vì cái giá trị của Bitcoin nó nhảy liên tục. Nhưng mà nó không bao giờ nó quá 10 đô đâu. Đó, nên bạn nghĩ đi, cái ở bên mình thì báo chí hay nói gì cũng mình nghĩ cũng kệ đi. Mình không cổ xí cho những người chơi Bitcoin hay là phương thức thanh toán gì hết, nhưng mà mình thấy cái này nó hay và mình cũng có quen biết một số người chơi Bitcoin nên mình làm clip mình cũng giới thiệu để họ biết là thanh toán của Bitcoin chứ không có ảo. Mọi thứ ở đây không có ảo, thay vì bạn bỏ tiền bằng thanh toán của Bitcoin thì bạn vẫn thanh toán bằng Mastercard, Visa hay là PayPal được thì nó vẫn trừ tiền bạn thôi. Thì bạn chỉ cần có 0.06, bạn thanh toán đúng cái số này, bạn lấy cái những người nào mà chơi thì sẽ rành lắm. Chỉ cần chuyển qua cái ví này trong thời gian này thì hệ thống nó sẽ tự kết nối, nó sẽ tự xác định là bạn là cái người thanh toán đúng cái số này từ địa chỉ ví của bạn. Rồi họ thì nó sẽ tự trừ tiền và nó sẽ xác nhận là cái thanh toán của bạn được thực hiện chuẩn. Đó, đây là chỉ là một cái trang web thôi, còn nhiều còn mấy trang web nữa bên Mỹ nó chấp nhận Bitcoin rồi. Đó, nên mình thử thôi ha, mình thanh toán có được không nha. Đó, mình đăng. Đây nó còn 20 phút nữa là trong cái giao dịch rồi nè, đánh complete. Rồi, xem thử nó sẽ báo gì tiếp theo ha. Ok, nó kêu là cái giao dịch của mày hoàn thành rồi, thằng con payment nó đang kiểm tra. Thì cái số order của mình là vậy, 236129504. Rồi, mình vô mail xem thử nó có gửi về mail cho mình không. Mình chưa thấy nó gửi về, nhưng mà khi mình có order này á chắc xíu nữa nó mới gửi. Nhưng mà cái order này giống như là nó xác nhận là à mình đã order cái cục hàng này rồi từ cái mail này. Đó, thì chỉ đơn giản là vậy thôi, là quá trình của bạn nó hoàn thành. Thì việc mua hàng bằng ở cái web này khá là lớn của Mỹ và thanh toán bằng Bitcoin nó rất là đơn giản, dễ lắm. Các bạn nào muốn mà hiểu hoặc là hiểu thêm về nó, hoặc là cách lập phí, hoặc là thanh toán sao, hoặc là gì đó thì mình có thể hướng dẫn, chứ mình thì không chấp nhận mua các sản phẩm cho bạn bằng Bitcoin bởi vì nó nhiều rủi ro cho mình. Mình phải, nếu mình thu tiền từ bạn xong mình bắt đầu mình đi mua là Bitcoin xong bắt đầu mình thanh toán thì khá nhiều rủi ro. Còn bạn nào mà muốn thanh toán Bitcoin, mình có thể hướng dẫn cho các bạn về các bước thanh toán 100% là chuẩn và không bị sai. Ok, mình tiếp tục đi qua những cái web khác ha. Rồi, đó, tiếp theo là ZomaShop ha. Trang web này là một trang web bán hàng về chính hãng của Mỹ, nhằm đồng hồ chính hãng.
Đó. Thì cái web này nó khá hay. Mình hay mình nghĩ thì những cái sản phẩm mà những cái đồng hồ Việt Nam á bán á, hầu như là trên Hồng Kông và Tàu là nhiều, nhưng mà cũng có một số loại hàng tốt á, thì nó sẽ lấy trên đây, bởi vì những thằng chủ đó, những dealer đó, nó chưa có đủ cái tầm cỡ để nó dealer trực tiếp với mấy cái hãng chính hãng đâu. Đó, thì nó phải qua một cái nơi trung gian mà gọi là hàng chính hãng, thì nó chỉ qua những thằng như Zomashop này nó sẽ mua. Ở bên này nó sale rất dữ, bạn chỉ cần mua một sản phẩm ở đây, bạn gõ tên sản phẩm đó ở ở Việt Nam thì bạn sẽ biết được cái giá nó chênh lệch như thế nào. Đó, thường thì dân Việt sẽ đi mua những cái sản phẩm mà đang sale này về bán lại giá gốc để lời. Này là mình có thể hướng dẫn các bạn 100% cách mua hàng này, nó cũng đơn giản lắm, nó chấp nhận cũng Visa, PayPal rồi đó thôi. Rồi mình xem thử hồi nãy giờ nó có gửi mail gì? À có rồi nè, đó các bạn thấy không, cái mail mình order ngày này rồi xong, thì nó sẽ trong thời gian này nó sẽ check cho mình thử là cái thẻ của mình, cái tài khoản của mình có chuyển đúng số Bitcoin đó qua cho nó không. Rồi thì đây là con web về đồng hồ. Tiếp theo một website về về thời trang, mình thì không rành thời trang lắm nhưng mà mình thấy nó sale rất dữ, xem thử nha. Đó. Nói về hàng Mỹ mua nó mắc á, thì thật sự mình nghĩ là không mắc đâu, bạn vô đây mình coi biết liền, như có 8 đô, 8 đô, 5 đô nó cũng bằng giá Việt Nam á, mua 5 7 cái một lần xong mình ship về cùng cái đó. Thì mình sẽ chỉ tính tổng số ký của bạn với lại cái tổng cái phí dịch vụ mình thu thôi, chứ mình không có tính theo đơn hàng riêng lẻ theo kiểu minh cho các bạn. Nếu mà mua cùng một lô cực cho tốn phí lắm, bạn mua vậy các bạn khá là lời nè. Đó, rẻ bèo đó, chứ không có gì ghê gớm hay là hàng Mỹ gì đó. Có sai này các bạn vô đăng ký nick nó cũng đơn giản. Tiếp theo là một trang về thời trang nữa mà chuyên cho mấy cái dân đi săn giày á, là trang Finish Line. Trang này là mấy dân đi săn giày hay hay vô kiếm lắm, giá cũng rẻ nhá các bạn. Đó, bạn cứ chẳng nhìn thích đôi nào gửi mail cho mình sẽ order giùm cho bạn. Rồi, rất dễ. Trang này thì dành cho những dân mà công nghệ muốn build một cái PC hay là bất cứ thứ gì liên quan đến công nghệ thì vô đây mua. Mình thấy trang này nó bán rẻ lắm chứ không có mắc đâu, nó khuyến mãi liên tục. Thì bạn nào mà muốn kiếm một cái sản phẩm nào đó ở bên ở Việt Nam nhưng thấy nó mắc quá thì qua đây mua xong mình có thể ship về các bạn. Thì hàng điện tử thì nó có cái giá riêng, thì mình sẽ báo giá khi mà mình khi bạn gửi cái link đó, nhưng không bao giờ mắc quá đâu. Đến được cọc rồi đến qua mà thì thằng này cũng hàng bách hóa với hai gia đình rồi đó. Đây đây thì mình chỉ giới thiệu chung cho các bạn thôi về những thằng này, nó cũng về cái hình thức nó mua giống nhau, quan trọng là bạn thích cái gì thôi. Đọc cho kỹ chi tiết xíu, nếu không biết thì mình có thể tư vấn. À, mình nói thêm là thằng này, thằng Newy nó cũng chấp nhận Bitcoin ha. Đó. Đó. Thanh toán rất đơn giản. Thì clip này chỉ là một clip ngắn để mình giới thiệu cho các bạn về các website mua hàng Mỹ, còn rất rất nhiều website nữa thì mình sẽ cập nhật từ từ. Thì những cái website này mình sẽ để link ở phía dưới của cái bài video này để các bạn vô cập nhật. Còn các bạn muốn tìm một cái giống như một cái sản phẩm đó, lĩnh vực đó, về sữa đi, rồi quay đi, thì mình sẽ có thể kiếm những cái website chuyên về đó luôn để cho dùm cho các bạn có thể vô coi đó. Thì đây là những cái mà mình muốn nói các bạn là cái sản phẩm rất nhiều, và nếu mà thu nhập các bạn mà gọi là tạm bình thường thôi, và nếu muốn mua hàng mà chất lượng đó, thì các bạn có thể cập nhật những website này coi. Bởi vì từ tháng này là cuối tháng 10 đến tháng cuối tháng 12 thì là mùa sale của bên Mỹ, bởi vì cuối năm á là sale rất dữ, nên các bạn có thể lên sale hạ, lên kiếm hàng trước ngày Black Friday. Mình sẽ post liên tục để các bạn biết được những tin mà hàng đang giảm gì đó, với là những cái deal nào đang tốt á, thì các bạn mua. Còn rất nhiều website và thú vị, mình sẽ update từ từ cho các bạn. Thì đây là những cái gì mà mình muốn truyền tải đến các bạn thôi, nên kiếm một xíu tập bỏ thôi khoảng 15 phút đó, tìm một cái sản phẩm là tốt để mà ship về đây thì cái chất lượng nó sẽ gấp mấy lần ở Việt Nam. Rồi
Thì đây là tất cả những gì mà muốn nói với các bạn. Còn các bạn nào muốn tìm hiểu về Bitcoin với thanh toán thì mình có thể hướng dẫn riêng. Bởi vì cái này mình không có nói trên đây nó không có hay. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Rồi, chúc các bạn một ngày tốt lành.